Từ khi vào cung, tấm sống sung sướng, ăn ngon mặc đẹp và được vua vô cùng yêu quý vì đức tính hiền dịu của nàng. Nhưng cuộc sống trong nhung lụa không làm cho tấm vơi đi được nỗi nhớ nhà. Nhân ngày giỗ cha, nàng xin phép vua cho nàng về được cúng giỗ. Vua không muốn để tấm đi, nhưng nghĩ đến tấm lòng hiếu nghĩa của nàng, vua đành sai đoàn tùy tùng đưa nàng về quê. Về đến nhà, bề ngoài mẹ con Cám rất vui mừng, chào đón nồng hậu, nhưng thấy tấm sung sướng hạnh phúc, mẹ con Cám trong lòng rất ghen ghét, tức giận. Trong thâm tâm, mụ muốn Cám được thế chỗ của tấm, mụ nghĩ ra một kế để hại tấm. Mụ cất lời ngon ngọt gọi tấm lại và bảo: "Thầy con lúc sống chỉ thích ăn trầu têm cánh phượng do con têm. Con hãy vì thầy mà trèo lên cây hái một buồng cau xuống têm trầu để dì cúng thầy con. Được vậy chắc thầy cũng vui nơi chín suối." Tấm vâng lời trèo lên cây cau. Lúc tấm đã lên cao, mẹ con nhà Cám cầm dao đẵn gốc cau. Thấy cây rung, tấm liền hỏi: "Dì ơi, dì làm gì ở dưới gốc cây mà cây rung thế ạ?" "À, gốc cau nhiều kiến quá, dì sợ nó bỏ lên đốt con nên đuổi nó đi đấy mà." Tấm tin lời dì nói là thật nên tiếp tục hái cau. Nhưng tấm chưa kịp hái xong buồng cau thì cây cau đã bị mẹ con nhà Cám chặt đổ. Tấm ngã lộn cổ xuống ao và chết. Mụ dì ghẻ thấy tấm đã chết, liền lấy quần áo đẹp của tấm mặc cho Cám rồi đưa Cám vào cung thay tấm làm hoàng hậu. Đến trước mặt vua, mẹ con Cám giả vờ khóc lóc kể lể với vua là tấm do sơ ý trượt chân ngã xuống ao chết đuối, nay đưa Cám vào cung thay thế chị cho vua đỡ buồn và hưu quạnh. Vua nghe tin tấm chết, lòng buồn rầu, chẳng thèm nhìn Cám một lần, gật đầu với đề nghị của mẹ Cám cho qua chuyện, rồi lui vào phòng, đóng cửa ôm những kỷ vật của tấm. Từ khi tấm chết, vua ít nói, ít cười hơn, mặt lúc nào cũng trầm tư, chẳng ngó ngàng gì đến Cám. Còn tấm sau khi chết, nàng hóa thành một con chim vàng anh xinh xắn. Vàng anh bay về kinh thành, vào hoàng cung chỗ nhà vua ở. Thấy Cám đang giặt áo cho vua ở giếng, vàng anh đậu trên cảnh cây và hót vang: "Giặt áo chồng chị thì giặt cho sạch, giặt mà không sạch, chị vạch mặt ra." Cám nghe chim vàng anh hót vậy, tức giận, lấy đá ném đuổi chim đi. Đến lúc Cám mang áo nhà vua đi phơi, chim vàng anh lại bay đến, đậu ở bờ rào hót vang: "Phơi áo chồng tao thì phơi bằng xào, chớ phơi bờ rào rách áo chồng tao." Cám nghe thấy vậy sợ quá, bỏ cả áo vua đấy chạy mất, còn vàng anh bay thẳng vào cung vua. Thấy vua đi đâu, vàng anh bay theo đến đó. Vua thấy vàng anh cứ quấn lấy mình thì rất vui. Ngày ngày, vua được nghe vàng anh hót, trò chuyện cùng vàng anh. Nỗi nhớ thương tấm cũng nguôi ngoai bớt phần nào. Một bữa nọ, đang ngồi trong vườn thượng uyển, thấy chim quẩn quanh bên mình, vua bèn nói: "Vàng ảnh vàng anh, có phải vợ anh chui vào tay áo?" Vua vừa dứt lời thì vàng anh vỗ cánh bay vào tay áo của vua. Từ đó chim và người lúc nào cũng quấn quýt bên nhau. Vua còn sai làm cho chim một chiếc lồng sơn son thiếp vàng thật đẹp để bên cạnh giường của vua. Mỗi sáng thức dậy, chim vàng anh lại hót cho vua nghe. Cám thấy vậy tức lắm, bèn chạy về nhà mách mẹ. Mẹ Cám liền bày cho một cách là bắt chim đi mổ thịt. Cám nghe theo lời mẹ, rình lúc vua đi vắng, bắt chim mổ thịt ăn, rồi vứt lông ở ngoài vườn. Khi về, thấy mất vàng anh, vua buồn lắm. Lông chim của vàng anh ở vườn lại hóa thành hai cây xoan đào. Cây không có người chăm sóc, nhưng lớn rất nhanh, cành lá xum xuê xanh tốt. Khi vua dạo chơi trong vườn, cành lá của cây xoan đào đan lại như một cái ô, che bóng mát cho vua. Thấy lạ, vua liền sai quân lính đem võng ra mắc từ hai cây xoan đào hóng mát. Từ khi có hai cây xoan đào, vua ngày nào cũng ra đó nghỉ trưa. Mỗi lần vua ra, hai cây xoan đào rì rào lá như đang tâm sự cùng vua. Lần này, Cám cũng tức giận về nói với mẹ. Hai mẹ con bàn bạc nhau chặt cây xoan để đi lấy gỗ, sai quân lính đóng làm khung cửi để Cám dệt áo cho vua.
Nhưng thật lạ, mỗi lần cám ngồi vào dệt thì khung cửi lại kéo kẹt như phát ra tiếng trách móc, kéo cà kéo kẹt, lấy tranh chồng chị vạch mặt ra. Cám sợ hãi, sai quân lính đốt khung cửi đi, sau đó đem tro của nó đi đổ thật xa để đỡ bị quấy rầy. Nhưng đống tro bên đường không bị bay đi theo gió, mà từ đó mọc lên một cây thị. Đến mùa thị năm ấy, cây thị chỉ ra được một quả, nhưng quả thị rất to, mùi thơm của nó ngạt ngào. Một bà lão hàng nước gần đó đi qua, thấy quả thị to và thơm, bà rất thích. Bà lão bèn giơ bị của mình lên và nói, thị ơi, thị rụng bị bà để bà ngửi chứ bà không ăn. Bà lão vừa dứt lời thì quả thị rơi ngay xuống bị của bà. Bà lão thấy vậy mừng lắm, bà mang về nhà cất nó vào buồng và nâng niu nhẹ nhàng với quả thị. Cũng kể từ hôm đó, trong nhà của bà lão có một điều kỳ lạ xảy ra. Mỗi lần bà lão đi chợ vắng thì từ trong quả thị lại bước ra một cô gái rất xinh đẹp. Cô gái cầm chổi quét dọn nhà cửa sạch sẽ, vo gạo, thổi cơm, hái rau ở vườn nấu canh cho bà cụ. Khi đi chợ về, bà lão thấy nhà cửa mình ngăn nắp thì ngạc nhiên lắm. Bà cho là hàng xóm thương bà cô đơn một mình nên giúp bà, vì thế bà cất tiếng gọi nhưng mãi mà chẳng thấy ai trả lời. Nhưng rồi ngày nào cũng vậy nên bà lão sinh nghi. Một hôm bà giả vờ đi chợ, đi được nửa đường, bà quay về nấp sau bụi cây nhìn vào nhà. Bà thấy quả thị nứt ra, từ trong bước ra một cô gái xinh xắn. Thấy cô nhanh nhẹn quét dọn nhà cửa cho mình thì bà hiểu rằng đây chính là cô gái hàng ngày vẫn giúp mình. Bà liền chạy vào nhà, cầm vỏ quả thị vứt đi rồi nắm lấy tay cô gái nói, ông trời thương tình để con xuống giúp già, con hãy ở luôn với già, đừng bỏ trốn đi nhé. Từ đó hai người sống với nhau như hai mẹ con, rất vui vẻ, đầm ấm. Hàng ngày bà lão đi chợ bán hàng, cô gái ở nhà giúp bà lão nấu cơm, dọn nhà, và cô thỉnh thoảng têm chầu để bà cụ bán. Một hôm, vì ở lại trong cung thành thì không quên được người vợ yêu, vua đi thưởng ngoạn cảnh đẹp ngoài thành. Đến một vùng quê nhỏ, thấy có một quán nước nhỏ bên đường sạch sẽ, vua bèn ghé vào nghỉ chân uống nước. Một bà lão phúc hậu mang chầu và nước lên dâng vua. Nhìn thấy chầu thêm cánh phượng rất khéo, vua lại nhớ đến người vợ yêu của mình ngày trước. Vua liền hỏi, chầu này ai thêm? Bà lão trả lời, chầu này là do con gái già thêm. Con gái cụ đâu? Có thể gọi ra đây cho ta xem mặt được không? Bà lão vào nhà gọi cô gái ra. Cô gái vừa xuất hiện, vua vui mừng và ngạc nhiên, nhận ra người con gái đó chính là Tấm. Bây giờ Tấm có phần trẻ đẹp hơn xưa. Hai vợ chồng gặp nhau, mừng mừng thủi thủi và quyến luyến bên nhau. Vua bèn bảo bà lão kể lại đầu đuôi câu chuyện gặp Tấm. Nghe xong, vua sai quân hầu đưa kiệu rước Tấm và bà lão về cung. Cảm thấy Tấm trở về lại trẻ đẹp hơn trước và được vua sủng ái hơn. Vua nghe Tấm kể hết đầu đuôi câu chuyện. Nhà vua đuổi Cám và bà mẹ trở về quê, từ đó Cấm không bao giờ cho được trở lại cung thành nữa. Câu chuyện đến đây là hết rồi. Chúc các bé ngủ ngon và có những giấc mơ thật đẹp.